Rồi em chào toàn thể anh chị em nhá. Hôm nay có cái mã hàng này thanh lý cho anh chị em. Thì có cái con tăng đơ của Philips. Đó, trước thì em về số lượng rất là nhiều, nay còn một thùng như này. Thì em lên thanh lý cho anh em nào cần nhá. Hàng thì nó mới nguyên hộp, nó là cái model của nó là đời 2018. Đời 2018 nên là nó thanh lý cho mình. Nên anh em mình có những cái đồ này mình xài, hàng mới nguyên như vậy, rất là ngon, thương hiệu Philips. Thương hiệu Philips mới tinh luôn nha anh em nhá. Màu cam, để em xem còn cái màu khác không nhá. Như là cũng có một cái màu khác hay sao ạ. À, nó cũng một màu thôi anh em. Đó, nó có một màu thôi. Và đủ bộ đồ nghề. Anh em mình xài con này xài điện 220, nguyên cái củ này cũng tương đối là nặng. Nên là chất lượng con này bên trong cũng rất là ngon. Đây là con tăng đơ về các bác cắt tóc cho trẻ. Đấy. Cắt tóc cho trẻ cực kỳ là hay. Anh em nào có những cái thú cưng ấy, thì anh em cũng dùng cái con này để xài được. Cắt cho động vật. Đây thương hiệu Philips này. Hiệu Philips này, những cái răng giết các thứ còn ngon lành, chắc chắn như này. Bóc này ra. Đấy, hết pin mất rồi các bác ạ. Đây, để em test con này cho này. Hết pin thì các bác ghim vô điện vào cho em nhé. Ghim vô điện nó ở chân sạc như này. Đấy, rất là êm luôn. Và khỏe, con này cực kỳ là khỏe luôn nhé các bác ạ. Ở đây thì nó có ghi cái này cắt tóc 70 phút này, 70 phút. Còn sạc từ sạc cho đến từ 4 giờ mới đầy. Đấy, một số cái tính năng các thứ đây, model. Phụ kiện đầy đủ. Đấy, về các bác cắm ghim vô đây cho em là xong này. Đó. Mình sạc ấy thì mình cắm vô đây nó sẽ lên đèn nhá mọi người nhá. Lên đèn nó sạc, con này nó sạc cũng tương đối là lâu đấy mọi người ạ. Đấy, sạc tương đối là lâu. Rồi. Tuy là hàng thanh lý cho anh chị em nhưng mà các bác cho các bác kiểm tra hàng dùng thoải mái cho em nhá. Đấy, thoải mái cho em. Giá cho một con như này em thanh lý cho anh chị em giá chỉ có 150.000 một cái thôi. 150.000 một cái thôi. Đầy đủ cữ. Cữ thì nó sẽ có hai cữ đây. Hai cữ nhưng mà nó là bốn đầu. Bốn đầu thì nó sẽ có cữ 3mm này, 6mm. Đấy, và cứ bên này nó là 9mm và 12mm. Đấy, mình sẽ đưa vô đây, nó có cái khớp ở đây này. Đưa rất là dễ dàng như này. Mình đưa vào những cái khớp ở đây là nó cố định luôn. Đây, em nhìn phát đã. Đấy, nó cố định vào là như này luôn. Thế là mình chỉ việc là mình cắt thôi. Các bác cắt tóc cực kỳ là ngon qua những cái cữ như này. Xong mình lại quay đầu lại. Đấy, muốn cữ bao nhiêu thì anh em mình dùng quay đầu lại. Đấy, nó vào cái lẫy là được mọi người nhé, nó vào cái lẫy khực một phát là được. Đấy, nó như vậy. Rồi, em thanh lý cho anh chị em cái mẫu này, nốt cái mã này. Giá cho một tăng đơ Philips giá cho nó là 150k anh chị nhá. Anh em nào cần cái mẫu này thì báo em. Philips này nó là Philips xịn chứ không phải là Philips fake đâu anh em. Nên các bác yên tâm, đây là lô hàng công ty nó thanh lý ra. Đấy, có tên tuổi đàng hoàng và có cả giấy tờ các thứ đầy đủ cho anh chị em. Đấy, mọi người thấy không? Rồi. Các bác nào cần thì báo em nhá. Tiếp theo thì em còn ít cái mạch kích điện mọi người ạ. Mạch kích điện này cực kỳ là ngon. Nó kích điện sóng của nó rất là chuẩn mọi người ạ. Không có kêu một tí nào luôn. Nhưng mà nó mất một điều là nó từ 24V lên. Nên là mọi người phải mất thêm một cái ắc quy nữa hoặc là bình 24V. Đấy, chứ bình 12V là không kích lên được. Các bác lưu ý nhá. Có những bác bảo là không kích lên được thì anh em đang dùng 12V làm sao kích được. Thì đầu vào của nó là đầu vào bình 24V hoặc hai bình 12V nối vào với nhau và thành 24V. Con mạch này cực kỳ là ngon này,
có quạt tản nhiệt này, và sáu cái con tụ ốp vào cái khung nhôm như này. Đấy, mạch này là mạch êm ru luôn nhá mọi người nhá, mạch êm ru luôn. Đấy, tổng là 12 cái con tụ ốp vào phần phe nhôm này, xong quạt gió nó thổi ra. Đấy, và đây, và mặt trước của nó như này. Mặt trước của nó sẽ có hai ổ cắm này, một đèn led ở đây, một đèn led, và đây là bộ đồng hồ. Đồng hồ nó sẽ báo phần trăm pin và điện áp của bình là bao nhiêu ở đây. Đấy, những cái nút on off rất xịn sò đây. Đấy, mọi người nhìn này, những nút on off rất là xịn sò đây. Rồi, cái rắc này thì anh em về mình cắm vô vào như này, cắm vô vào, cắm đúng lẫy của nó thì rất là nhẹ nhàng. Đấy, cái lẫy nó như vậy. Đấy, cái mạch này nó là cái mạch UBS. Đấy, UBS, nhưng mà vì một cái lý do nào đó, cái thời Covid nên là nó chắc nó không tồn tại được, nó mới thanh lý. Đấy, hàng nó cực kỳ là xịn sò luôn. Bao cho anh em êm ru nhá. Động cái loại này êm ru luôn, khi mà anh em chạy quạt không bao giờ bị kêu. Đấy, công suất của nó là được 500W mọi người nhá. Công suất thực của nó chạy được 500W. Một cái bộ mạch như này từ 24 lên điện 220V thì đo áp lên toàn 230V hết. Đấy, và giá thành của nó thì cực kỳ là rẻ, chỉ có 130.000 một bộ như này. Về các bác chế hộp vào cho em nhá, chế hộp vào cho em, rất là nhỏ gọn. Đây, em đo sơ qua cho anh em này, nó gồm mặt trước của nó này, chiều dài của nó là 22.5 và chiều đứng của nó đây, nó là được 13 phân. Đấy, về các bác chế một cái hộp vào để mình kích điện lên dùng rất là ngon. Khi mà mất điện hay là cái gì anh em làm trên xe tải các thứ mình dùng cực kỳ là ok luôn đấy. Có hai chân USB nữa này. Rồi, giá cho bộ này nó là 130.000 nhá mọi người nhá, 130k. Đấy, 500W, công suất 500W. Có một ít cái đồ bếp này, thì dao này, dao của thương hiệu Allen, là một cái thương hiệu hãng hàng không của Singapore. Đấy, thương hiệu của nó đây, nó có logo đây. Và cái này thì nó được làm bằng inox đặc luôn anh em nhá, inox đặc luôn. Chiều dài của nó đâu đó được khoảng tầm 20 phân. Thì con này thanh lý cho anh chị em mình nhá. Đấy, 10.000 một chiếc, mua 10 thì sẽ tặng một cho anh chị em mình. Về các bác nào dùng cái này cực kỳ là hay luôn. 2, 4, 6, 8, 10. Đấy, các bác nào mua 10 chiếc thì em sẽ tặng cho một cái. Một cái này là thành 11 nhá. Đấy, ok, đây là dòng dao Singapore. Dao Singapore. Tiếp theo là có em có mấy cái muôi canh. Muôi canh này thì cũng được làm bằng từ inox và rất dày dẫn như vậy. Anh em nhìn này. Đấy, rất dày dẫn như vậy nhá. Hàng còn nguyên túi bóng như vậy, thương hiệu của nó là thương hiệu Winling. Đấy. Thì một cái như này nó là 90.000 đồng một cái như này nhá. Đấy, hàng nó cực kỳ là xịn sò. 90k. Em sẽ ghi vào đây để cho anh em thấy luôn nhá. 90.000 đồng một con môi canh rất là sợi dày dẫn nhá. Bên này thì em có một ít cái dĩa để cho các bác dùng xiên thịt, rồi là ăn kiểu dạng ăn đồ Tây á. Đấy, hoặc là nhiều anh em ăn đồ nướng, cắt đồ nướng ra xiên ra ăn. Đó. Dĩa này nó cũng được làm bằng inox dày 3 ly. Dày 3 ly như vậy. Đấy, xịn sò. Con này đến từ thương hiệu Allen, là một cái hãng hàng không của Singapore. Nó cũng giống như cái mẫu dao đó. Thì cái này em thanh lý cho anh chị em, mua 10 tặng 1, giá là 10.000 đồng một cái. 10.000 đồng một cái, và mua 10 em sẽ tặng cho một cái, là tổng là 11 cái nhá. 11 cái. Đó, thì các bác nào cần cái dĩa này thì báo em nhá. Cặp camen khay nhôm. Cặp camen khay nhôm này nó là đến từ Singapore. Thương hiệu của nó là thương hiệu Ban Medkit. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Ban Medkit. Cặp khay nhôm nguyên chất như vậy. Nhôm này là nhôm nguyên chất nha anh em nhé. Có quai,
có quai gập vào với nhau được như này. Những cái đế bát các thứ đây đấy, làm rất là xịn sò bằng nhôm hết, phun nhôm ban metric đó. Một cặp như này nó sẽ có hai cái nha, hai cái, và nó sẽ bỏ vô được vào với nhau như vậy này. Đấy, bỏ vô vào được với nhau như này, về các bác đựng linh kiện hay là đựng làm đá hay đựng đồ ăn chuẩn bài luôn. Nếu anh chị em nào làm trong trong ngành y tế thì mình đựng những cái này là rất là xịn này mọi người nhá, đựng cái này rất là vệ sinh sạch sẽ luôn. Đấy, trong ngành y tế cái này nếu mà có cái nắp vào nữa thì chuẩn bài hơn. Em đo cái lớn này, chiều ngang của nó là được 13 năm, chiều dài của nó là 18, hơn 18 phân và dày hơn 6 phân. Đấy, dày hơn 6 phân, cái này thì dày 6 phân này. Đấy, dày 6 phân, chiều ngang chưa gần được 13, chiều dài là 16 năm. Đấy, đây là hai cái như vậy. Giá cho hai cái như này nó chỉ có 70.000 đồng một bộ. Đấy, 70k thôi anh chị nhá, giá là 70.000 đồng thôi anh chị ạ. Đấy, thương hiệu Ban Medkit, hàng của đến từ Singapore. Tiếp theo em có một IKEA dòng kéo Kabushi như này. Cái kéo này cực kỳ là ngon nhá, hàng hãng luôn. Hàng hãng luôn này mọi người này. Thì có tem mã vạch các thứ, tem chống hàng giả này. Em cho anh em mình coi một con. Tiền nào nó đi phải lấy tất thôi anh em ạ. Đấy, miễn sao là anh em nhu cầu của mọi người dùng đến đâu thôi. Logo thương hiệu của nó là dập trên đây, và thương hiệu của nó cũng được đây, Kabushi này. Đấy, cái logo của nó đây. Đấy, con này thì các bác dùng bao sầu luôn rồi. Và đây cũng thế này, dập chìm luôn nhá các bác nhá. Thì cái con này cầm nắm của nó rất là thoải mái luôn và rất là vừa tay. Đó. Dòng này nó là dòng thép không gỉ nhá, nhưng một số những cái dòng giá rẻ của nó thì nó là gỉ. Đấy, nhưng mà vì sao thì anh em cắt những cái cây mà có cái chất nhựa thì xong thì các bác cũng phải vệ sinh sơ qua đi thì nó mới bền được, nó mới sáng sủa sạch sẽ được. Dùng xong các bác ấn cái này vô này, ấn này vô là khóa. Đấy, khóa cái này luôn. Giá cho một cây như này nó là 150.000 đồng một cây. Đấy, 150k một cây kéo cắt cành như này. Mua một lần thôi anh em ạ. À, dùng nó cũng lâu dài. Được lâu dài. Còn mua cái loại 6-70.000 các thứ thì nó chỉ được một thời gian thôi. Cắt được một vài cây xong là nó bị xét dỉ rồi là kẹt rồi các kiểu ấy. Cắt nó chuét cành nha. Đó. À, mấy cái cây kìm mọi người ạ, cây kìm này là đến từ thương hiệu của Fugaco. Mấy con kìm đa năng như này, con này nó là con kìm kìm đầu bằng đa năng, vừa bấm cốt vừa tuốt dây điện. Đấy, tuốt dây điện có lò xo đẩy ra thì mình làm nó nhàn, đầu cắt đầu kiếp các thứ đầy đủ luôn. Thương hiệu Fugaco thì con này anh em nào làm điện là ngon này, là rất là tiện luôn. Đấy, kèm thêm đó thì có thêm cái con kìm mỏ nhọn như này nữa. Kìm mỏ nhọn như này nữa. Đấy, kìm mỏ nhọn cũng có lò xo, cũng đầy đủ các tính năng, nhưng đầu của nó là đầu nhọn, còn con này đầu của nó là đầu băng. Đó, giá cho một cái như này. Một cái như này. Là 125k. Đấy, 125k anh chị nhá. Anh em nào lấy một bộ như vậy, một bộ cái nhọn và cái bằng như này thì em sẽ bao ship nhá mọi người nhá. Hai chiếc bao ship này. Tức là lấy một cái nhọn và một cái bằng thì em sẽ bao ship cho anh em. Giá hai chiếc của nó là 250.000 đồng. 250k bao ship này. Đấy là hai chiếc. Còn hai con kìm cắt như này nữa. Nếu anh em nào lấy thêm con kìm cắt như này nữa là 100.000 đồng. 100k một con. Thương hiệu của Fugaco anh chị nhá, Fugaco Japan này, chất thép CRV. Đó. Còn hai cây kìm cắt này nữa nó đủ bộ mọi người ạ. Đấy, 350. Một bộ của nó như vậy. Rồi, sản phẩm tiếp theo em có một ít đồ về vòi, thiết bị vệ sinh. Đó thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh em nào cần thay thế những cái sản phẩm nào trong gia đình thì báo em. Rồi, qua bên này em có một số đồ nữa thì giới thiệu luôn cho các bác. Hôm nay em có về được cái mã tay xịt cực kỳ là chất lượng nhá. Con tay xịt này nó rất chia nặng luôn. Cái mã cũ thì nó cũng giống như nhau, nhưng mà nó mã này nó về nó cực kỳ là chất lượng mọi người ạ. Đấy, mọi người nhìn thấy cái phần đầu đồng của nó này.
Phần ngoài là nó sẽ được mạ chrome, nhìn rất là sạch và có những cái gioăng chiếc đầy đủ như này. Đấy, cái mẫu này nó là lắp vào cái vòi xịt vệ sinh trong nhà vệ sinh đấy, mình có thể rửa ráy nhà vệ sinh các thứ thì đủ bộ của nó sẽ là như vậy. Đấy, dây của nó này, dây cũng là dây xịn luôn nha. Và đây có một cái đế đỡ. Đấy, đế đỡ bắt vô vào tường như này, mọi người thấy không? Đấy, con này thì cực kỳ là nặng luôn. Và em cho anh em mình xem cái mã cũ đây. Cái mã cũ thì nó cũng chả khác nhau gì đâu, nhưng mà nó hơn nhau ở cái chất lượng thôi. Đấy, mã cũ thì nó chất lượng của nó như này. Đấy, thì nó như vậy. Và nó nhẹ hơn nhá mọi người nhá. Còn đây mã mới đây. Đấy, mã mới của nó thì nó sẽ như vậy. Đấy, hai cái nó khác nhau nhá. Hai cái khác nhau. Và nó sẽ khác nhau về cái cân nặng nữa mọi người. Nó dày dẫn hơn nhá. Em sẽ cân thử luôn cho anh em mình coi. Đây là cái mã cũ của nó này. Cái mã cũ của nó là 177g, 177g. Còn cái mã mới của nó đây, 247g. Đó, và chưa tính dây dợ đâu nha anh em nha, chưa tính dây dợ, nó nguyên phần cũ thôi. Cầm nó cực kỳ là đầm tay luôn. Nó chỉ chênh nhau có 30.000 một cái thôi. 30.000 một cái thôi anh em nhá. Đấy, thì đợt này nó về cái mã mới nên là em sẽ giới thiệu đến cho anh em mình cái mã mới. Còn cái mã cũ này thì trước của nó là 200.000 một bộ. Đấy. Rồi, ok anh chị nhá. Một cái bộ tay xịt Toto. Giá của nó là 230.000 một bộ. Đấy, 230.000 một bộ đầy đủ phụ kiện. Các bác về lắp ráp vô vào nhà vệ sinh là anh em xài thôi. Cực kỳ là chất lượng nhá. Đấy, nặng lắm mọi người. Giòn giết các thứ này. Rồi, 230.000 một bộ tay xịt nhà vệ sinh. Xịt vệ sinh, anh em cứ gọi nó là xịt vệ sinh cho em. Cái này là đầu đồng luôn đấy mọi người ạ, đầu đồng. Tiếp theo là em sẽ lên cho anh em một số vòi nữa nhá. Cái vòi này nó là dạng vòi của lavabo. Đấy, lavabo. Đấy, để em thẩm định nha. Con này thì con này không biết là cái gen này thì nó là gen đồng rồi, nhưng không biết cái phần trong này nó là cái phần bằng inox hay bằng đồng. Đấy, bằng đồng. Con này nó dòng này là lavabo lạnh nhá. Phù hợp cho anh em nào lắp không dùng nóng lạnh. Không dùng nóng lạnh thì đây là cái gen 21 tiêu chuẩn rồi. Lắp vào chậu rửa mặt lavabo. Đấy, lắp vào chậu rửa mặt của các bác ấy, nhưng mà riêng cho một đường nước cấp lạnh thôi. Đấy, nó chỉ có nâng lên nâng xuống thôi. Đấy, phù hợp cho anh chị em nào dùng đơn giản. Đây là một cái mẫu khá là hợp lý. Đấy, giá thành nó vừa phải anh em nhá. Em đo thử kích thước cho các bác tham khảo qua. Nó từ trên này xuống đến cái phần chậu rửa của nó là được 14.5. Và cái phần chiều dài của nó là đâu đó 13 năm. Rất nhỏ gọn như vậy. Đấy, một đường cấp hàng của Toto luôn này anh em này, cực kỳ là xịn nhá. Và giá của nó thì nó rất là phù hợp. Giá cho một cái vòi Toto lạnh lavabo lạnh như này là 360.000 đồng. Đấy, 360k nha anh em nhá. Đấy, về mình lắp. Con này thì sẽ không xoay được, nó chỉ có cố định vào một chỗ như vậy thôi. Mình rửa mặt thì mình nâng lên và nước xả xuống và mình tắt đi thôi. Đó. Rồi, tiếp theo là một cái lavabo nữa này. Lavabo này thì nó cực kỳ là chất lượng nhá. Con này được làm bằng đồng và có một cái lớp phủ nano xám chống bẩn, chống bụi bẩn, không xước sát gì cả. Đấy, chống xước và chống bụi bẩn luôn cho anh em này. Đấy, cầm rất là đầm tay luôn. Lát nữa thì em sẽ cân cho anh em. Con này đến từ thương hiệu là Okamazachi. Cái gì đó đọc méo cả mồm các bạn. Đấy. Con này thì nó sẽ có hai đường nóng và lạnh các bác ạ. Đây. Đồng rồi, bằng đồng rồi anh em ạ. Trong này bằng đồng rồi.
đấy, vàng chóe. Đây là cái giòn của nó nhá. Đấy, thì nó sẽ có đủ bộ gen này, giòn này và dây cấp các thứ đầy đủ luôn. Về các bác mình đưa cái dây cấp vô là xong, có dây cấp luôn cho anh chị em mình luôn nhá. Tức là nó sẽ đủ bộ, đủ đồ nghề. Đây là dây cấp của nó này. Dây cấp này thông thường nó không có đâu, em phải mua thêm cho các bác đó. Đây, mình đưa cái dây cấp này mình xoáy vô đây cho em này. Đấy, đấy là một đầu nóng này, đây là một đầu lạnh này. Xong đâu đó là anh em mình bắt vào cho em hai cái đầu gen gen ấy của nó, gen nước của mình là xong. Đấy, cái gen này gen tiêu chuẩn rồi, ở đâu cũng vừa rồi. Đấy, còn chất lượng của cái con này nhìn nó siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn các bác. Đấy, như mọi người nhìn trên hình này. Trên này thì nó sẽ có thêm một cái đường vân này. Cái này mình sẽ xoay qua phần nước nóng, cho nước nóng bao nhiêu thì mình cho này. Không thì anh em rửa nguyên nước lạnh này. Đấy, rửa nguyên nước lạnh. Nước nóng thì sẽ rửa được sạch được những cái vết bẩn, nhất mồ hôi, bã, dầu các kiểu ấy. Đó. Và làm cho cái lỗ chân lông nó nở ra. Đây, em sẽ chuyển sang kg, mà con này chắc phải hơi một cân quá. Nguyên cái phần cổ như này nhá, nó là cân một cân, hơn một cân 3 này, mọi người nhìn thấy không? Đấy, tính theo kg này, 1 cân 3. Đấy, nên là bảo sao em cầm nó cực kỳ là nặng. Rồi, anh chị nào mà cần cái con này thì giá cho em nó, em ghi tạm đây rồi. Rồi em con lau cho anh em nhá. La bồ 1.3 kg này, gọi cho 1.3 kg, giá cho em nó là 500k nhá mọi người nhá. 500k một con. Đấy. Con này mà lắp lên cái chậu rửa mặt thì đúng bài luôn, sang trọng cực kỳ luôn anh em ạ. Rồi, tiếp theo là những cái dòng chậu rửa mặt. Những cái dòng chậu rửa bát. Vòi chậu rửa bát thì sẽ có một loại này, nó là loại đơn. Loại đơn. Con này thì đơn giản thôi mọi người nhá. Nó chỉ có một đường cấp nóng lạnh thì mình chỉ có việc gạt qua gạt lại thôi. Đấy, phần xoay này, mình ngửa đi ngửa lại. Đấy, mình quấn ra. Ví dụ như là đang xả nước như này, mình có thể xoay qua chậu này, xoay qua chậu lại, hoặc vướng quá anh em sát vào tường như vậy, sát vào tường như này thì có thể thay đổi được kích cỡ, nâng qua nâng lại. Đấy, còn trên này thì mình sẽ thay đổi được cái đầu nước. Đấy, đầu nước tạo bọt, nước xả xuống mà cái bọt nó lốm đốm ở trên tay này anh em nhé. Đấy, còn đây là cái phần nước doa ra bên ngoài thì anh em xoáy ở đây này cho em này, có hai chế độ ở đây. Đó. Ngoài ra thì cái này mọi người có thể xoáy cái này ra này. Xoáy cái này ra và thay đầu khác cũng được luôn ha. Đấy, xoáy cái này ra. Và cái này mình sẽ xoáy vào cho em cái lọc nước kia kìa cũng được luôn nhá. Cái lọc nước mà lúc đầu em giới thiệu cho anh em mình nhá. Đấy, rất là hay luôn. Nhiều cái nó cực kỳ là tiện lợi cho anh em mình. Con này thiết kế nó cũng rất là đẹp. Đây, mọi người nhìn này. Thiết kế cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đó. Rồi, em báo giá cho anh em mình cái vòi chậu rửa lạnh. Cái con vòi chậu rửa lạnh như này giá cho nó là 280.000 đồng. Đấy, 280.000 đồng, anh chị nào cần thì báo em nhé. Em có một vài chiếc như này. Đấy. Rồi, tiếp theo là cái con chậu rửa tương tự thôi, nhưng mà nó là dòng nóng lạnh mọi người nhé. Nó sẽ có hai đường cấp nóng lạnh. Con này thì dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Đấy, mặt của nó thì mặt to hơn như vậy. Mặt của nó to hơn như này này. Mọi người nhìn này, quá xịn sò luôn. Em xoáy ra cho anh em coi. Gen chiếc các thứ đầy đủ, không có thiếu một thứ gì để anh em mình xài. Gen này nó là gen đồng. Đấy, gen đồng. Và củ này nó là củ inox anh chị nhá, củ inox. Lát nữa em sẽ cân thử luôn cho anh em mình. Cái này mình sẽ gạt qua gạt lại. Đấy, gạt qua gạt lại như vậy. Nhìn xịn sò lắm mọi người. Đấy, phần đầu phễu doa như này thì anh em cũng thay đổi được các chế độ nước. Và cơ cấu của nó thì nó cũng như vậy thôi.
Ngoài ra thì nó sẽ có hai đường cấp nóng lạnh, thì anh em mình cứ xoáy vô hai cái cấp này vào đây cho anh em là ra nóng lạnh thôi. Đấy. Rồi, em cân thử cho anh em một cái bộ như này nó là nặng bao nhiêu nhá. Đây em cân thử một cái này, cổ của nó là được 1 kg mốt nhá mọi người nhá. 1 cân mốt. Đấy, cổ này là cổ inox nhá. Cổ inox. Rồi, anh chị nào mà cần cái bộ vòi chậu rửa nóng lạnh đấy của Nhật như này thì báo em nhá, giá cho em nó cũng rất là bình thường thôi, nó chỉ có 420.000 thôi. Đó, là 420.000 một bộ như này, sẽ bao gồm cho anh em cả dây cấp các thứ luôn. Đó. Có anh em nào cần những mẫu này em hỗ trợ anh em phí ship nữa nhá. Còn con này nữa, nó chất lượng hơn chút mọi người nha. Chất lượng hơn. Đấy. Chất lượng hơn chút thôi chứ còn nó cũng không có đáng kể là bao. Đấy, tại vì em cầm thì nó có nặng hơn chút nhá. Gen này cũng là gen đồng này. Đây để em xem bên trong cho này. Đấy cũng là bằng inox luôn, gen thì gen đồng. Và con này kiểu dáng tương tự. Nhưng mà em nhìn thấy đây là thương hiệu Cúc Khô Make in Germany. Make in Germany. Đấy. Cực kỳ là chất lượng như vậy. Xoay qua xoay lại cơ cấu hoạt động giống nhau. Đấy, cũng giống nhau như vậy thôi. Gạt qua nóng lạnh đầy đủ phụ kiện cho anh chị em mình. Đây em thử cân cái con này xem nó là bao cân. Đó, con này thì nó nặng hơn thật sự. Là một cân 26 này. Đấy, 1 cân 26, con kia với cân 1, hơn cân 1. Đấy, con này hơn cân 2, gần cân 3. Đó. Sao cầm trên tay là nó khác biệt ngay. Đấy, cơ cấu hoạt động của nó cũng vậy thôi nha mọi người nha. Rồi, con này cũng đầy đủ phụ kiện các bác nhá. Giá cho em nó là vòi chậu rửa Đức là 450.000. Còn cái giải pháp nhà bác, các bác nào mà nhà vệ sinh nó hơi chật một chút thì các bác lắp cho em cái bộ này này. Đấy, cái bộ này nó được làm bằng đồng. Đấy. Phủ một lớp nano xám nhìn xịn sò cực kỳ luôn, anh em nhìn trên màn hình đã cũng thấy luôn rồi này. Đấy, và cái chế độ nóng lạnh của nó thì anh em xoay lắp rất là gọn gàng. Cái phần nước dưới như này này. Đấy, thí dụ như cái phần nước dưới ở đây thì anh em xoay về khớp bên này, nó sẽ ra cả một cái dãy nước ở đây. Đấy, cả một dãy nước ở đây. Đấy, gen giết các thứ đầy đủ luôn. Xoay về giữa là tắt này, xoay bên này. Đó, nó có hai chiều cho anh em mình. Con này nó đến từ thương hiệu là Okazamaichi. Đấy, thương hiệu đọc nói hết cả mồm luôn. Đấy, có cả đầy đủ những cái chữ Z các thứ mình lắp đặt vô như vậy. Đấy. Chữ Z đây. 304 như vậy. Và tay sen dây chống dây chịu nhiệt chống rối. Đấy, tay sen của nó đây mọi người. Cũng ba chế độ để cho anh em mình xài. Đấy. Bộ này thì lắp lên nhìn nó gọn và đẹp cực kỳ. Đấy, độc đáo. Rồi, ok anh em nhá. Về các bác chỉ việc xài thôi. Tay trụ của nó đây thì nó cũng lắp vô vào cho mọi người cài lên. Giá cho bộ sen xám một bộ như này giá chỉ có 650.000 thôi anh em ạ. Cũng là 650k luôn nhá các bác. Đấy, anh em nhìn lại một lần nữa này. Hàng bao đẹp luôn. Và độc đáo nhá. Những các bác lắp trong nhà tắm nhà mình chỉ khẳng định với các bác, chỉ có mình các bác mới có cái thể loại này thôi. Đấy. Mình chỉ xò cực kỳ luôn. Mình sẽ lắp vào tường như này, ví dụ như tường đây. Đấy, lắp rất là gọn gàng luôn. Xoáy qua xoáy lại. Rồi. Anh chị nào cần mẫu nào thì báo em Thanh nhá. Tiếp theo là cái bộ củ sen này. Bộ củ sen này nó rất là chất lượng, nó nặng, đẹp mọi người ạ. Đấy. Con này thì được làm bằng củ đồng nguyên khối. Củ đồng nguyên khối và riêng cái phần ốc này thì nó là thiết kế là ốc inox mọi người nhá. Ốc inox để tránh cái tình trạng mà khi mà vặn á là nó rất là hay bị nứt. Đấy thì nó được làm bằng những cái dạng inox như này nó mới chắc chắn này mọi người này. Đó, thì đầy đủ phụ kiện như vậy, hàng bao đẹp luôn anh em nhá. Tay sen này thì được làm bằng nhựa ABS sáng bóc luôn này, nhìn thấy cả mặt em luôn nhá. Đấy, nó có các chế độ đây anh em, chỉnh chế độ 3 chế độ tay cầm. Đấy, sáng bóc luôn. Rồi, chữ Z thì nó sẽ có đưa vào đây như này, em sẽ lắp đặt cho anh em mình để anh em mình thấy hình dung như được luôn nhá.
nhà các bác nào mà đang có những cái củ sen cũ mà nó đang bị giò xét rồi là nó, nói chung là các bác cần thay thế thì có thể tham khảo qua cái mẫu này. Nhiều bác cứ hỏi là cái này nó có phù hợp với những cái vòi ống cũ không, nhưng mà anh em yên tâm một điều là con này nó gen của nó là gen tiêu chuẩn hết rồi, nên nó phù hợp hết nha mọi người nha. Còn cái chữ Z này nó sẽ xử lý ở cái góc độ là anh em bật cái ống ở cái cỡ nào. Đấy, cái cỡ nào, ví dụ như mình đặt hẹp thì mình sẽ đưa cái phần đần này quay lại. Đấy, còn đặt rộng thì mình sẽ xoay về bên này. Đặt rộng, đấy tùy theo. Đấy, mình sẽ thay đổi bằng inox 34 nha con này, cái chữ Z này này. Đấy, còn lên hình của nó, lên form của nó đẹp lắm mọi người ạ. À, con này này. Đấy, phần đây là phần nâng lên này để mình sẽ là dùng chen tắm này. Hạ xuống thì mình sẽ dùng cái nước xả dưới ở đây. Đấy, rất là xịn luôn. Đây là cái phần tay sen. Gioăng giếc đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì. Đấy, về các bác chỉ yên tâm các bác xài thôi. Đấy, cái này mình sẽ đặt vô đây này. Đó, mọi người thấy không? Cực kỳ là xịn luôn. Rồi, còn cái phần tay này. Đấy, dây của nó nhìn nó làm rất là ok nhá. Một bộ của nó như vậy, đầy đủ luôn. Đây, một bộ của nó đầy đủ như vậy. Đó, và đây, tay sen, củ sen. Rồi, anh chị nào cần cái dạng củ sen như này về lắp đặt gia đình thì báo em nhá. Giá củ sen trắng. Rồi, giá cho một bộ như này nó chỉ có 650.000 anh em nhá, đủ bộ luôn. Đấy, về các bác không thiếu cái gì để về ấy đâu, cứ về việc chỉ việc xài thôi. Đấy, lắp đặt và dùng mình dùng. Rồi, tiếp theo là tay sen. Tay sen thì nhà các bác nào mà đang bị hư tay sen thì có thể thay cái tay sen này. Tay sen này thì nó cũng gần như là cái dạng tay sen tăng áp và tắm của nó thì cực kỳ là sướng luôn. Nó sẽ có cái phần massage lưng này. Ví dụ như là anh em mình cọ tay, cọ chân rồi cọ về cái phần lưng này, xoa xoa này rất là sướng nhá, cái phần này này. Đấy, nó có cái phần cao su non này. Đấy. Và đây thì sẽ có rất là nhiều tia ở đây. Đấy, có phần chất phần on off ở đây này. Đó, mọi người thấy không? Thiết kế cực kỳ là đẹp và nó là dạng nhựa ABS, nó làm tinh tế cực kỳ luôn. Thì ở đây đó nó là có một cái dây này nó là dây chống rối và dây chịu nhiệt. Đấy, nó không như một số những cái dòng dây khác thì nó cọ là nó cũng bị xước, nhưng mà cái dòng dây này không bị xước bao giờ đâu anh em. Đấy, và chịu nhiệt cực kỳ là tốt nhá. Đấy, đây em sẽ xoáy sẵn vào đây rồi cho anh em mình coi rồi. Đấy, đây là phần dây của nó nhá. Còn trong này ấy thì hiện tại là nó sẽ có thêm cho anh em mình là một cái lõi lọc để khi mà mình tắm á, nước nó sẽ lọc qua đây, những cái cặn bẩn nó sẽ bám ở bên trong như này, nó sẽ bám vào đây rồi nó mới có thể là ra đây được mọi người nhá, ra được cái thứ này, nên là cái độ anh em mình tắm ấy, nước là nó sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ on off. Đấy, mình có thể tắt on off ở phần trên tay này luôn, rất là hay nhá. Trên này nó có 3 chế độ nước. Đấy, 3 chế độ nước. Đấy, 3 chế độ nước thì một là nước ở đây và hai là nước bên ngoài và ba là tổng thể tất cả nước ở đây. Đấy, mình tắm doa rất là hay luôn. Con này thì nó có tăng áp, nó có cả tăng áp, nhưng mà nó sẽ có tăng áp một phần nào đó. Nếu mà anh em mà ở cái nước mà nó nhỏ quá thì nó không tăng là được bao nhiêu đâu anh em nhá. Nó không tăng đáng kể đâu. Đấy, còn nước mà đặt ở tầng 2 xuống thì anh em tắm thoải mái thôi. Đấy, rồi ok anh chị. Giá cho một cái bộ này cực kỳ là tốt luôn. Tay sen như này nó chỉ có 180.000 thôi anh chị nhá. Đây em sẽ ghi vào chỗ khác. Rồi, tay sen là 180.000 nhá. Đó, thì hôm nay quay video thì nó hơi kêu tiếng ồn chút tại vì nó nóng quá không chịu được các bạn. Nên là phải bật quạt. Rồi, sản phẩm tiếp theo ở đây thì em có hai bộ vòi rửa tưới cây. Hàng bao xịn sò anh em nhá. Con này thì nó không nó là hàng của Taiwan, hàng của Make in Taiwan nhưng mà dòng xuất sang Nhật. Đây cái dây của nó anh em nhìn này. Dây của nó thì bao xịn luôn.
đấy, và những cái đầu khớp như này nhá. Cái này các bác về xoáy vào cái vòi nước của các bác nhá. Đấy, là bình thường anh em cứ xài xả xuống xài này, và khi nào mà anh em dùng đến cái này á thì chỉ cần kéo cái này xuống này, ấn vô vào cái vòi nước là xong. Đấy, chiều dài dây của nó là dây 10 m. Dây 10 m có tay cầm. Và đây là cái phần phích của nó này. Đấy, chờ em chút, nó quấn, đầu tiên là nó sẽ quấn cái đầu này bên trong. Đấy. Tay cầm của nó này. Rất là xịn sò anh em ạ. Đấy, bóp này. Cái này mình sẽ thay đổi các chế độ. Thay đổi các chế độ. Con này thì các bác nào mà tưới cây, nhà có cây sân vườn, phong lan các thứ chiều đến anh em mang ra tưới thì rất là tuyệt vời nhá. Có luôn cả một cái tờ sách hướng dẫn này. Đấy, sách hướng dẫn này. Tay cầm để sách lên, sách gọn này. Đấy, rất là gọn gàng thôi anh em ạ. Con này gọn gàng cực kỳ thôi. Đấy, mình sẽ như này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái chế độ. 6 chế độ. 6 chế độ vòi tưới. Rồi, ok. Dài là dài 10 mét anh em nhá. Dài 10 mét. Dây dài 10 mét. Dây này thì bao xịn rồi. Đây em sẽ tháo rời cho anh em mình coi xem cái chất dây của nó đây này. Đấy, dây của nó này. Đấy, dây của nó rất là xịn. Ngay từ những cái đầu khớp này. Đấy. Đưa vô như vậy, vứt cũng không có ra, rất tiện lợi. Rồi, ok anh chị nhá. Một bộ như này giá thành của nó là 550.000 đồng một bộ nhá anh em nhá. Bao ship cho các bác luôn. 550k. Đấy, một bộ như vậy. Thì các bác nào có nhu cầu về cái dòng tưới cảnh cây như này thì báo em nhá.